Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục vào trong farm đi với cùng với lại gia đình của bạn của mình. Có rất là nhiều khách tham quan ở trong farm, bởi vì cảnh trong đây rất là đẹp và rất là tự nhiên, có thể hòa mình vào với thiên nhiên nữa, cho nên là cảm thấy rất là bình yên và rất là relax luôn.